Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại channel của mình và mình là Thành Noa. Thì ngày hôm nay mình lại có ngồi để và bàn luận với mọi người về FC Online một lần nữa. Thì hôm nay sau một thời gian dài thì gameplay 10.0 đã ra và nhiên hôm nay mình sẽ thay đổi một xíu về sơ đồ mới, đó chính là sơ đồ 4123. Và trước xem video này đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử video này nó như thế nào. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng xem thử sơ đồ 4-2-3 này sẽ bao gồm những vị trí nào mình sẽ gắn huấn luyện viên kỹ năng ra sao nha. Thì tiền đạo mình sẽ gắn đó chính là di chuyển ngay khi đỡ bóng một, chắc chắn là tiền đạo phải cần có di chuyển để chạy nhanh cái đã và thêm cái phản ứng ngay khi kêu xâm nhập để các bạn có thể creative run. Cái creative run thì phiên bản này rất là hiệu quả luôn, cho nên cái phản ứng ngay khi kêu xâm nhập này giúp cho cầu thủ bạn chạy nhanh hơn, đạt tốc độ tối đa trong khoảng thời gian ngắn nhất. Và đính kèm ở nữa đó chính là một cái kỹ năng sút. Kỹ năng có thể là sút xoáy, có thể là sút vòng cấm, có thể là sút xa. Nhưng mà cái an toàn nhất là sút xoáy với lại sút vòng cấm, cái cung là sút vòng cấm sẽ an toàn hơn. Hai anh chàng tiền đạo cánh thì mình sẽ gắn huấn luyện viên kỹ năng đó chính là di chuyển ngay khi đỡ một với lại cái tạo phù ghi bàn. Thì mình cực kỳ thích hai cái tạo phù ghi bàn này bởi vì cái này nó sẽ giúp cho tiền đạo cánh bạn có thể tạt, có thể truyền, có thể sút vòng cấm đều sẽ chính xác hơn rất nhiều và an toàn hơn. Và đính kèm thêm một cái kỹ năng sút nữa thì quá tuyệt vời, nhưng mình lại không có cái may mắn đó, cho mình sẽ là khéo léo đỡ một với lại tạo phù ghi bàn. Thay khéo léo và kỹ năng sút thì sẽ ngon hơn, nhưng mình không có. Các anh có thì quá ngon. Và hai anh chàng CM thì mình sẽ gắn đây là một bên sẽ là sút xa, một bên sẽ là sút xoáy, tùy vào cái kỹ năng mà cái tiền vệ đó còn thiếu. Ví dụ Toni Kroos mình thiếu sút xa thì mình sẽ thêm một cái xíu kỹ năng xa, một bên thiếu sút xoáy thì mình cho sút xoáy vào. Tùy sự kết hợp của các bạn sao cho một thủ bạn nó ổn áp nhất có thể. Và hai anh chàng CDM này, hai CM này sẽ ghi bàn rất nhiều từ pha sút xa trong một số trường hợp hoặc cũng có thể sút gần. Và CDM thì mình sẽ gắn đó chính là đỡ bóng một khéo léo với lại sút xoáy. Thôi là đấu một sút xoáy sút xa cũng được, ở đây mình không có hai kỹ năng cùng lúc, nhưng mình sẽ quan trọng nhất là đấu một nè để chạy khi phải công nhanh vào kỹ năng sút, có thể sút xoáy, có thể sút xa để sút an toàn nhất có thể. Và bộ tứ hậu vệ thì mình sẽ gắn hai hậu vệ cánh sẽ là khéo léo với lại tổ chức, và một bên sẽ là khéo léo cũng với lại tổ chức, đến là hai hậu biên chắc chắn là khéo léo tổ chức rồi để cho thủ an toàn nhất có thể nha. Và CB thì mình sẽ gắn đó chính là khéo léo lại tắt bóng. Nếu như bạn nào có luôn kỹ năng khéo léo tắt bóng với lại cái tổ chức luôn thì đó là bộ ba kỹ năng ngon nhất. Ở đây mình chưa có cho nên mình sẽ dùng tạm là khéo léo tắt bóng trước, một cái để lấn, một cái để tắt banh ít bị phạm lỗi, ứng kèm thêm một cái chỉ số phòng ngự nữa thì sẽ giúp cho CB của bạn an toàn nhất. Và GK thì mình sẽ gắn đấy là cản phá sút khoảng cách trung bình nè, cản phá sút và cản phá sút cự ly gần, một cái chụp sút xa, một cái chụp sút xoáy và một cái chụp ở đối mặt sẽ đây gần như kỹ năng ngon nhất của GK. Và nhà quản lý của sơ đồ 4123 này mình sẽ chọn đó chính là Miron Muslic, huấn luyện viên có kỳ nhìn sáng với tốc độ chạy. Và tiếp theo là phần trước đội của sơ đồ 4-2-3 thì phòng thủ mình sẽ là công 3, thấp 4 và thấp 3. Ở phòng thủ của sơ đồ này thì mình chọn lối chơi an toàn nhất, cân bằng để giúp cho thủ bạn có thể pressing nhẹ tí xíu khi mình móc banh hoặc sang đối phương. Nhưng khi mà lui về thì cũng sẽ lui về hơi sâu nữa chứ không sâu lắm, mà sẽ đứng ở ngoài vòng cấm hơn tí xíu và sau đó là sẽ chen cú xa và chen pha xuyên biên của đối phương. Thì sơ đồ này sẽ ưu tiên như vậy để mình có thể an toàn nhất trong cầu ngự, nhưng mà đừng nghĩ là sẽ thủ không đông nha, thủ cực kỳ đông luôn, bởi hai chàng tiền đạo cánh trong meta này nó sẽ được setup là lui về rất là sâu trong sơ đồ 4-1-2-3. Và kết hợp với lại hai CM lui về sát bên CDM đây thì cái khung đội hình này sẽ tạo ra hai lớp, một lớp là 4 hậu vệ và lớp sau sẽ là 3 CM, 2 CM, 1 CDM và hai tiền đạo cánh, sẽ ra hai lớp và tiền đạo cũng sẽ lui về ở gần như là nửa giữa sân để có thể phân công nhanh. Và đây sẽ là sơ đồ các bạn có thể thủ rộng 4 để hạn chế pha xuyên biên và thấp 3 đây để hạn chế những pha chuyền dài của đối phương, hạn chế sút xa nữa đều đẹp. Và tấn công thì mình sẽ để xây dựng lối chơi là chuyền dài rộng 7, cầu thủ trong cấm sẽ là 7, phạt góc 3 và đá phạt sẽ là 2. Xu hướng thì mình sẽ để là chung. Ở xây dựng lối chơi chuyền dài sơ đồ này là để mình có thể phản công một cách nó hơi nhanh, nên nó không đến nỗi nhanh lắm. Cái chuyền dài này sẽ khác chuyển thái nhanh, đó chính là chuyển thái nhanh thì cầu thủ cánh và ST của bạn sẽ chạy một cách là chỉ biết chạy rồi, không hề trông chờ vào những đường truyền hay là trông chờ tình huống nào cả. Còn chuyền dài thì ST sẽ chạy đến một mức nhất định ngoài vòng cấm của đối phương, họ sẽ dừng lại hoặc tránh vậy, họ cũng sẽ phản ứng chậm hơn tí xíu. Nhưng mà cái khúc này chậm tí xíu để mình có thể triển khai banh nó mượt hơn, bởi từ CDM mình triển khai qua 2 CM, mình triển khai 2 tiền đạo cánh, mình qua tới 2-3 bước lần trên, mình cần chậm lại một nhịp để đường truyền chuẩn xác. Và rộng 7 để dạt biên tốt hơn, cầu thủ trong cấm 7 để có thể đông cầu thủ trong cấm hơn. Đội hình này là đội hình mình ưu tiên khả năng xâm nhập cấm, cho nên là mình cần nhiều cầu thủ trong cấm càng tốt. Phạt góc sẽ là 3 đó,
để nhiều người phạt góc hơn, và đá phạt sẽ là 2 để hạn chế phạt phản công khi mình bị phạt đá phạt ở sân nhà của mình. Tiếp theo là phần chiến thuật đơn của từng cầu thủ, thì tiền đạo mình sẽ để là công 3 và thủ 1 sẽ nách hỗ trợ phòng thủ cơ bản, đánh chặn thông thường và chạy chỗ. Đây sẽ là tiền đạo duy nhất trong sơ đồ này, rõ ràng thì đây sẽ là tiền đạo ghi bàn nhiều nhất trong sơ đồ này luôn, và đây cũng sẽ là cầu thủ rất là quan trọng trong sơ đồ này luôn, bởi khi mà cứu được banh thì người chạy nhanh nhất và người di chuyển đầu tiên cần phải là tiền đạo. Khi anh em cứ được banh mà người di chuyển trước là hai chàng tiền đạo cánh là sai sơ đồ này. Cho mình cần một tiền đạo có tốc độ tốt, có khả năng phản ứng tốt, tức là khả năng phản ứng này sẽ đính kèm với chỉ số chọn vị trí. Nếu như hai chỉ số này chênh lệch với nhau không quá 5 chỉ số thì tiền đạo đó nhiều khả năng sẽ là tiền đạo chạy chỗ. Và cầu thủ đó nếu như có 2/5 thì càng tốt, nếu không có thì cũng không sao, 5/4 cũng được. Và cái quan trọng nhất là những cầu thủ này nó phải hợp với chỗ đó, nên là họ cần phải có khả năng dứt điểm tốt, dứt điểm vòng cấm tốt nha. Có những cầu thủ họ dứt điểm vòng cấm không ngon thì rất khó cho sơ đồ này. Ronaldo de Lima, Andrei Shevchenko, Sam Enedo và ngay cả Pele hay Eusebio vẫn rất thích hợp cho vị trí này. Đó là những cầu thủ tiền đạo mình nghĩ là uy tín nhất trong 4-3, có thể di chuyển nhanh nhất có thể. Tiếp theo là hai vị trí tiền đạo cánh, thì mình sẽ để xu hướng sẽ là công 3 và thủ 2. CC3, vai trò tự do, hỗ trợ thủ cơ bản, đánh chặn thường, hỗ trợ tạt bóng công bằng, hỗ trợ xâm nhập trung bình. Ở đây thì mình muốn tăng cái sức sát thương, tăng cái tầm quan trọng của hai chàng tiền đạo cánh lên, để CC3. CC3 rất quan trọng nha, nó xếp cho cầu thủ của bạn đôi khi tiền đạo cánh nhưng lại xâm nhập cấm nhiều hơn, khác với CC2. Cầu thủ này sẽ có xu hướng ghi bàn nhiều. Ví dụ như ST đôi khi mà phản ứng chậm không thể nào chạy lên kịp được á, thì hai chàng tiền đạo cánh này sẽ bọc lót và sẽ bó sát vào trong để tạo ra nhiều mũi nhọn hơn, mình có nhiều cái cơ hội hơn để mình truyền cho vòng cấm. Thì đây là sơ đồ mình ưu tiên khả năng truyền và xâm nhập cấm, mà cho nên những cầu thủ này họ có thể ghi bàn hoàn toàn. Ví dụ như là những cầu thủ mà mình cần cho tiền đạo cánh á, thì mình sẽ cần phải có tốc độ, mình có khả năng dứt điểm bởi cầu thủ này chuyển và ghi bàn rất là nhiều, và cần phải có khả năng tạt trong khoảng ngắn, là cũng không tạt trong khoảng dài nhiều lắm đâu, khả năng sút xoáy tốt xíu nữa càng tốt, như là Eusebio, như là Son Heung-min, Ivan Perisic, Nedved hoặc là Pele cũng thích hợp cho vị trí này. Đây là những tiền đạo, gần như những tiền đạo mà họ có tốc độ tốt thì mình vẫn đẩy ra tiền đạo cánh đá được, và tiền đạo này cũng sẽ ghi bàn gần như là ngang ngửa là ST hoặc ít hơn xíu thôi. Tiếp theo là vị trí CM, thì mình sẽ để hai chàng này sẽ là công 2 và thủ 2. AS2 tham gia tấn công, phòng thủ biên, đánh chặn thường, duy trì vị trí, hỗ trợ tạt bóng công bằng. Thì anh chàng này cũng sẽ ghi bàn á, cũng là người đóng vai trò ghi bàn nó nhiều, nhưng đa số là ở vai trò kiến tạo nhiều hơn, nên mình cần một anh chàng CM sẽ phải lên công và thủ rất nhiều. Còn vị trí này vị trí tốn thể lực nhiều nhất trong cái sơ đồ này, với bắt buộc là anh chàng phải chạy lên công và chạy về thủ. Nếu tấn công thiếu hai CM thì mình sẽ không thể nào triển khai được. Banh phát động tấn công cũng phải thông qua hai CM này, thì những vị trí khác họ mới tách ra và họ tìm được cái vị trí ưng ý và mình mới có thể triển khai tấn công. Cho những vị trí CM này mình cần thủ có thể lực tốt, có khả năng phòng thủ cũng được thôi, không cần phải cao trên 1m8 cái nha, để có thể bọc lót tốt nhất có thể, và khả năng tấn công phải ngon, sút xa có, sút xoáy có, truyền dài có, truyền ngắn có, đôi khi là hoặc cần phải có AI tấn công tí xíu, xâm nhập cấm tốt xíu để mình có thể ghi bàn nhiều hơn. Thì hai vị trí này cũng đôi khi cũng sẽ ghi bàn ngoài vòng cấm, nhưng mà đa số ghi bàn trong vòng cấm là nhiều, với đội hình này gần như mình sẽ đớp xâm nhập vòng cấm tất cả. Cho nên là hai CM này các bạn có thể chọn Lampard nè, Antm, có thể chọn Ruud Gullit, có thể chọn Toni Kroos, có thể là Savic, có thể cũng sẽ là Kevin De Bruyne hoặc là Zinedine Zidane cũng thích hợp cho vị trí này nữa. Còn về vị trí CDM thì mình sẽ để xu hướng sẽ là công 2 và thủ 3, tấn công công bằng, phòng thủ trung bình, phòng thủ biên, đánh chặn thông thường. Thì đây sẽ là vị trí rất là quan trọng sau đoạn này. Đây là sao? Vị trí gánh nguyên hàng thủ nào, gánh hàng thủ không có nghĩa là bốn hậu vệ không quan trọng, có nghĩa là cầu thủ này họ sẽ lui về và họ sẽ là người giúp cho chúng ta không bị phản công. Thường thì sơ đồ này CDM đóng vai trò ghi bàn không nhiều, anh này này sẽ đóng vai trò kiến tạo, đóng vai trò phát động tấn công nhiều hơn. Vị trí của anh chàng này thường sẽ là giữ sân hoặc cao hơn xíu thôi. Cho nên nếu như vị trí này mà bạn chơi một CDM thuần thủ thì vẫn được nha. Một CDM họ chỉ biết thủ thôi, họ không biết công thì vẫn ok, nhưng mà phải biết chuyền. Tại phải biết chuyền ngắn, phải biết chuyền dài xíu, 2/5 càng tốt, nếu không thì cũng không sao. Và có thể có khả năng phòng thủ phải tốt cái đã. Lothar Matthäus nè, Rory nè, Aissan nè, hoặc kể cả là Tchouaméni vẫn thích hợp cho vị trí này. Đó là những vị trí gần như là đóng khung cho CDM phòng thủ, và điều đó sẽ giúp cho cái hàng phòng thủ của bạn chắc chắn hơn rất là nhiều, khỏi sợ phản công. Bộ tứ hậu vệ thì mình sẽ chọn hai anh chàng hậu vệ biên sẽ là công 2 và thủ 3. AR2 không tham gia tấn công, đánh chặn thông thường, hỗ trợ xâm nhập cân bằng. Hai CB sẽ là công 1 và thủ 3, giữ vị trí, đánh chặn thông thường thôi. Thì hai anh chàng hậu vệ biên các bạn tốt nhất là mình dùng, nên dùng lương cao nhất có thể 15-18 hoặc là 15-19 là sẽ hợp lý hơn. Nếu thấp hơn thì sẽ rất khó để có những cầu thủ chạy nhanh. Và anh chàng CB thì mình sẽ để dùng một thêm nhỏ, thêm trung bình, tốc độ tốt xíu để có thể phòng thủ tốt hơn, phòng thủ ok, ổn áp hơn là sẽ ngon lành cho đội này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bàn về cách vận hành của sơ đồ 4-1-2-3 này sẽ như thế nào. Thì cái khung phòng thủ của sơ đồ này á, mặc dù là mình đá một sơ đồ, nhưng anh em thấy là tạo ra cái khung hai lớp,
cái lớp đầu sẽ là gần thủ môn sẽ là 4 chàng hậu vệ, lớp sau sẽ là 2 chàng tiền đạo cánh, 2 CM với CDM, khoảng 5 người tạo ra cái khung như vậy. Và cái khung này nó giúp cho mình tự tin hơn khi tham gia phòng thủ nếu đối phương cầm banh lâu. Và cái chuyện cứu được banh nó sẽ là sớm hay muộn thôi. Khi mà cứu được banh rồi á thì đội hình này anh em có thể phản công trong 3 đường truyền. Nếu như trong 3 đường truyền mà anh em không phản công được á thì anh sẽ phải truyền từ từ thôi, bởi vì một cầu thủ sẽ có từ 3 đến 4 hướng để mình thể triển khai banh. Chỉ cần mình truyền chính xác thôi một đường truyền thì cầu thủ họ sẽ dâng lên một bậc, và đường truyền tiếp theo có thể sẽ là đối mặt thủ môn, thì nó tùy thuộc vào cái độ chính xác trong những đường truyền của các bạn, không cần phải chỉnh gì nhiều. Nếu như mà các bạn sử dụng sơ đồ này mà gặp đối thủ đá nhanh thì sơ đồ này cũng rất hiệu quả. Khi mà đối thủ đá nhanh thì họ sẽ không thể nào tạo cái khung phòng thủ kịp, và mình nhờ vào tốc độ của tiền đạo, mình nhờ vào sự lanh lẹ của tiền đạo như lúc nãy mình nói dưới đơn á, thì em thấy mình sẽ tạo ra khung phản công cực kỳ nhanh luôn. Và cái quan trọng nữa, khi mà anh em đã thuần thục cái sơ đồ này rồi á, mình nhớ được cái vị trí mà cầu thủ mình chạy đâu rồi á thì mình đá đó là đã. Đôi khi CDM cứ ngỡ là tiền đạo, đôi khi CM cũng lao lên như một tiền đạo, và tiền đạo cánh cũng có thể di chuyển y như là tiền đạo trung tâm vậy đó, rất là dễ để có thể triển khai banh. Và đó là toàn bộ chi tiết về nhà quản lý nè, trước đơn, trước đội cũng như cách vận hành của sơ đồ 4-1-2-3 phiên bản mới nhất mà mình muốn giới thiệu tới mọi người. Và nhiên sẽ còn rất là nhiều sơ đồ khác hơn meta thời điểm hiện tại nữa mà các bạn có thể comment phía dưới phần bình luận ha, và chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau về điều đó. Và đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những đồ sâu nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn mà đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.